Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Tìm hiểu các loại visa tại Úc cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay, trong số thứ 9 của chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về visa Úc diện 188 diện nhà đầu tư. Thì diện nhà đầu tư là một trong 3 diện visa của chương trình visa tạm trú đầu tư và đổi mới kinh doanh 188. Visa Úc 188 diện nhà đầu tư dành cho những cá nhân mong muốn đầu tư tối thiểu 1,5 triệu đô la Úc tại một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc. Trong đó, các hoạt động đầu tư và kinh doanh chính phải nằm trong lãnh thổ của Úc. Visa Úc 188 diện nhà đầu tư có thời hạn tối đa lên đến 4 năm. Tuy nhiên, các bạn không có quyền nộp đơn xin gia hạn visa. Nhận được visa tạm trú 188 diện nhà đầu tư là bước đầu tiên khi các bạn đủ điều kiện để xin cấp visa thường trú 888 diện đầu tư và đổi mới kinh doanh. Để xin visa Úc 188, visa tạm trú đầu tư và đổi mới kinh doanh 188, diện nhà đầu tư thành công, các bạn cần chuẩn bị tốt các hồ sơ và thủ tục như sau. Các bạn cần chuẩn bị hồ sơ. Một vài giấy tờ có thể mất thời gian để chuẩn bị, do đó các bạn nên bắt đầu chuẩn bị sớm và thật kỹ càng để quá trình xử lý hồ sơ của các bạn không bị ảnh hưởng. Để đủ điều kiện xin cấp visa này, đầu tiên các bạn cần nộp thư bày tỏ quan tâm EOI đến chính quyền bang và vùng lãnh thổ. Sau khi các bạn nộp thư bày tỏ quan tâm chính quyền bang vùng lãnh thổ, có thể xem xét và đưa ra quyết định có bảo lãnh các bạn xin cấp visa hay không. Chính quyền bang vùng lãnh thổ có những tiêu chuẩn nhất định để đưa ra một quyết định cấp thư mời chỉ định. Nếu các bạn nhận được thư mời từ chính quyền bang vùng lãnh thổ, các bạn có 60 ngày để nộp đơn xin cấp visa. Khi nộp đơn, bạn cần trả phí nộp hồ sơ bằng thẻ tín dụng. Các bạn cần phải nộp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu đã chuẩn bị. Các bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận của DIPP sau khi nộp hồ sơ. Điều kiện đối tượng áp dụng visa Úc, visa tạm trú đầu tư và đổi mới kinh doanh 188 diện nhà đầu tư. Được chính quyền bang vùng lãnh thổ chỉ định, được mời nộp đơn xin visa, có hoạt động kinh doanh thành công, ít hơn 55 tuổi tại thời điểm mời nộp đơn xin visa, hoặc doanh nghiệp mà người nộp đơn thành lập tại Úc được vùng tiểu bang lãnh thổ xác định rằng mang lại lợi ích kinh tế vượt trội cho tiểu bang vùng lãnh thổ đó. Bài kiểm tra tính điểm Boy Test đạt tối thiểu 65 điểm, có báo cáo về hoạt động đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp với kết quả tốt, có ý định sống tối thiểu 2 năm tại tiểu bang vùng lãnh thổ nơi quy định đầu tư, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về quản lý tối thiểu một doanh nghiệp kinh doanh thu lợi nhuận hoặc có các khoản đầu tư thích hợp. Người nộp đơn duy trì tham gia quản lý doanh nghiệp hoạt động vì mục đích thu lợi nhuận với quyền sở hữu tối thiểu 10% tổng giá trị doanh nghiệp, hoặc người nộp đơn duy trì tham gia quản lý các khoản mục đầu tư thích hợp với tổng giá trị ròng tối thiểu là 1.500.000 đô la Úc trong vòng 2 năm tài khóa trước thời điểm được mời nộp đơn xin visa. Doanh nghiệp và tài sản của người nộp đơn cùng vợ chồng của họ có giá trị ròng tối thiểu là 2.250.000 đô la Úc. Người nộp đơn phải thực hiện đầu tư tối thiểu là 1.500.000 đô la Úc. Các quỹ được sử dụng để thực hiện đầu tư không bị ràng buộc và được trích từ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận do người nộp đơn hoặc vợ chồng họ điều hành, hoặc được lấy từ các hoạt động đầu tư thích hợp của người nộp đơn và hoặc vợ chồng của họ. Người nộp đơn cần thực sự cam kết duy trì doanh nghiệp hoặc các hoạt động đầu tư ở Úc sau khi khoản mục đầu tư được chỉ định phát triển. Điều kiện đối tượng áp dụng visa Úc 188, visa tạm trú đầu tư và đổi mới kinh doanh, diện nhà đầu tư thì được chính quyền bang vùng lãnh thổ chỉ định, được mời nộp đơn xin visa, có hoạt động kinh doanh thành công, ít hơn 55 tuổi tại thời điểm mời nộp đơn xin visa, hoặc doanh nghiệp mà người nộp đơn thành lập tại Úc được tiểu bang vùng lãnh thổ bảo lãnh xác định rằng mang lại lợi thế kinh tế vượt trội cho tiểu bang vùng lãnh thổ đó. Để tìm hiểu kỹ hơn về các hồ sơ cần thiết, hồ sơ chứng minh tài sản, bài thi kiểm tra tính điểm ra sao, cũng như những quy định ràng buộc với người thân theo cùng, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố Mỹ Nha Trang và không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Các bạn hãy truy cập vào website của chúng tôi là uoc.info để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến các vấn đề về visa Úc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.